Khi mua cá, đừng dùng túi ni lông màu đen. Khi mua dao, nhất định phải hỏi giá trước. Khi mua thịt, đừng mua ở những quầy thịt có đèn chiếu. Phân thịt ở cổ heo thì nên tránh mua. Khi người thân đến chơi nhà, nhớ đừng đăng lên mạng xã hội. Lương tháng là 10 triệu, nói với họ hàng là 3 triệu, nói với bạn bè là 5 triệu, nói với vợ là 9 triệu, nói với đồng nghiệp là tương đương với họ. Tôi kể cho bạn một câu chuyện nhé, nghe xong bạn sẽ hiểu thôi. Một cô gái về quê chơi, dì cô hỏi về lương của cô. Cô biết con gái của dì sống không được tốt lắm, nên nói với dì rằng 2 năm nay kinh tế khó khăn, mỗi tháng chỉ được 3-4 triệu. Dì nghe xong cười tươi, còn hỏi tiếp, vậy là 3 triệu hay 4 triệu? Cô gái nói, có lúc hơn 3 triệu, có lúc chưa tới 3 triệu. Dì càng cười tươi hơn, giọng nói cũng lớn hơn nhiều. Giữa họ hàng có thể giao lưu, nhưng đừng chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ với họ. Lòng người không đo được, tình cảm càng không chịu nổi thử thách. Quan hệ tốt nhất giữa người với người là không có quan hệ, giữ khoảng cách, thỉnh thoảng lý trí. Người quen đôi khi còn đáng sợ hơn người lạ. Người có ngàn mặt, lòng người có ngàn biến. Biết thì đừng nói hết, nghe thì đừng tin hết. Tự biết mình nhiều hơn, bớt suy nghĩ viển vông. Trên đời này, thứ thực sự vô song không phải là tiền bạc và quyền lực, mà là cách suy nghĩ khiến người ta thán phục.